Em ô tô Quốc Hùng, Tân Phú, Đồng Nai. Xin chào cô chú anh chị nha. Thì hôm nay em cũng trong thời gian cũng đang rảnh, view và giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình vài chiếc xe hiện tại còn đang bên cửa hàng. Thì hiện tại bữa giờ thì cửa hàng bán xe cũng rất là nhiều, nên cũng đã bán bớt rất là nhiều xe, chỉ còn lại vài chiếc ở cửa hàng thôi. Hôm nay em view và giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo cùng em. Đối với những chiếc xe này thì anh chị nào có nhu cầu thích xe nào thì anh chị có thể kết bạn Zalo với em và chụp cái màn hình cái chiếc xe em đang quay á, gửi cho em và trao đổi với em nha. Và trong thời gian hôm nay thì em cũng xin giới thiệu đến anh chị luôn là bên cửa hàng của em bán xe luôn luôn bảo hành cho cô chú anh chị tùy theo chất lượng xe 3 tháng hoặc 6 tháng nha, và bao anh chị quay đầu trong vòng 1 tháng đổ lại anh chị chỉ mất 10% thôi. Nếu mà anh chị nào mà mình mua xe về trong vòng 1 tháng đổ lại anh chị không ưng ý á thì anh chị có thể chạy lên cửa hàng của em và đổi xe khác thì mức lỗ chỉ có 8% thôi, còn lại lấy tiền mặt thì 10% nha. Thì nói chung là đối với những cái cửa hàng có uy tín chất lượng thì luôn luôn là sẽ bao anh chị quay đầu, và nhất là bao anh chị giấy tờ pháp lý luôn rõ ràng, giúp hồ sơ về cho anh chị mình nhập, hoặc là anh chị không có biết cách nhập á thì em sẽ hỗ trợ anh chị là phụ anh chị nhập, cho người phụ anh chị nhập, hoặc là em sẽ bao anh chị nhập luôn. Đó, bên cửa hàng thì còn lại máy móc động cơ thì luôn bao anh chị từ 3 đến 6 tháng tùy theo hai bên thương lượng nha. Anh chị nào lần đầu tiên mới xem video của em thì cho em xin một nút đăng ký và nhấn nút chuông vô để mình có thể cập nhật được những video sớm nhất bên cửa hàng. Xe về em view anh chị sẽ cập nhật được nhanh và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng nha anh chị nha. Em ô tô Quốc Hùng cũng rất là cảm ơn anh chị bấy lâu nay đã đăng ký kênh và cùng em xem và tham khảo những chiếc xe bên cửa hàng của em. Tuy mình không mua nhưng mà mình xem và ủng hộ và tham khảo nè. Đôi khi vô tình mà có bạn bè hay là hàng xóm hay là anh em mình đang cần tìm những cái dòng xe đó thì anh chị có thể giới thiệu qua cho em. Mà việc buôn bán xe thành công thì em sẽ gửi tiền hoa hồng cho anh chị từ 3 đến 6 triệu. Thì đối với sự giới thiệu nó lại khác nha anh chị nha. Sự giới thiệu nó khác mà làm cò nó lại khác. Thì đối với em, cửa hàng em của em bán á, anh chị dẫn khách lên thì anh chị có dẫn khách lên rồi lên đây uống cà phê thôi. Xe cộ thì phải cho khách tự lựa chọn, tự thích hay không, mua hay không là quyền của khách. Chứ có nhiều anh chị á, chơi rất là độc, dẫn khách lên rồi nói với em, bây giờ tao cho khách mua là mua, mà không mua là không mua, mày phải cho tao 10 triệu nha. Đó, là cái đó là không được. Anh chị nào mà có cái tính nói như vậy thì đừng có bao giờ mà điện cho em. Tại vì em bán xe là em bán lấy cái uy tín của em bán khách khách ok em mới mua, mới bán, chứ em không có qua cò nha. Anh chị giới thiệu em trả tiền giới thiệu thôi, chứ mà cò mà nói cái vụ mà phải cho tôi 10 triệu tôi mới cho khách mua là không, em không chơi đâu. Em thả hoặc em không bán thôi, cái nào ra cái đó. Rồi, nói chung thì em cũng giới thiệu với cửa hàng của em luôn là ngay 127 thị trấn Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, từ ngã ba Dầu Giây á, mình về hướng Đà Lạt 60 cây số nha anh chị nha. Còn lại từ đèo Bảo Lộc đi xuống thì tầm khoảng 60 cây số luôn, cửa hàng bên tay phải nha. Từ Dầu Giây đi lên thì tay trái ha. Rồi bây giờ em sẽ cầm điện thoại và quay sơ lược cửa hàng, còn vài chiếc xe thì em quay sơ lược cho anh chị xem nha. Cửa hàng cũng bán rất là nhiều xe nên là nhập xe, tại vì những cái chiếc xe mà không đủ chất lượng hoặc là giá cả thì hơi rác thì em cũng chưa nhập được nhiều xe về, nên anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn bán xe thì anh chị có thể liên hệ với em, hoặc là có bạn bè người thân muốn bán xe thì anh chị giới thiệu cho em nha. Em mua được xe em sẽ gửi từ 3 đến 6 triệu cho anh chị, cái đó là tiền cà phê chứ không phải là tiền cò hay tiền gì hết đó anh chị ha. Rồi bây giờ em sẽ cầm điện thoại quay xe nha.
Rồi ok, bây giờ mình tiếp tục quay trở lại và giới thiệu cho anh chị sơ lược những chiếc xe bên cửa hàng còn lại. Thì trước tiên là em sẽ giới thiệu cho anh chị chiếc xe Daewoo Manus, dòng xe số tự động nha. Xe một màu sơn, màu đen phối với một màu ghi. Nhìn xe rất là cứng cáp và rất là đẹp luôn. Nói chung là động sơn đồ là quá ok. Tiền chỉ có tầm 101 à anh chị à. Xe này 119 triệu nha. 119 triệu mà anh chị nào thiện chí lên là em chốt 101 là làm hợp đồng mua bán thôi. Chứ không bớt được nhiều nữa nha anh chị nha. Xe thì còn rất là liền lạc. Những cái ốc tán đồ còn nguyên luôn. Thì đối với những cái dòng xe mà số tự động thì đa số là người ta mua về để phục vụ cho gia đình thôi, đi lại thôi. Nên là xe còn rất là cứng, anh chị thấy không? Qua bao nhiêu năm trời, đời 2004 thôi nha. Qua bao nhiêu năm trời mà cái cánh cửa nó như vậy đó. Rất là chắc nha. Xe mà về có chỉnh sửa cánh cửa chết liền luôn. Đó anh chị. Đồng sơn nè. Căng bóng rất là đẹp ha. Thì đối với những cái dòng xe này thì thuộc dạng gọi là cao cấp anh chị à. Có ghế chỉnh điện đồ đầy đủ nha. Một bộ ghế da thì còn rất là đẹp. Rất là mới và rất là đẹp luôn anh chị nha. Tầm có 101 thôi. 119 triệu bớt cho anh chị. Còn lại 101 thôi. Bao anh chị rút hồ sơ ký quyền. Nhưng mà em nói những cái dòng xe này nhiều anh chị không biết. Chứ tầm có 101 triệu à. Mình ký quyền mình xài thôi chứ mình rút hồ sơ chi. Mình rút hồ sơ về tốn thêm khúc về nhập nữa ha. Nó cũng vậy thôi. Nên là anh chị nào mua thì ký quyền toàn quyền anh chị xài rồi. Rất là tiện nha. Chứ rút hồ sơ về tốn tiền anh chị thôi. Rồi ok. Anh chị lưu ý nha. 119 triệu để lại cho anh chị 101 đó. Bao anh chị ký quyền nha. Xe rất là liền lạc. Bóng đèn đồ đẹp keng xà beng hết. Đèn cạn có đầy đủ hết nha. Biển số 86A05997 nha. Nói chung là xe là ký rút hồ sơ đều ok hết á. Đây. Đồng sơn nè. Rất là đẹp luôn. Đồng sơn còn rất là đẹp luôn. Đây anh chị, cấp bi đồ nè. Đầy đủ hết nha. Không bị cứng đụng nha, ngập nước gì hết nha anh chị nha. Hộp số chạy rất là bốc. Xe động cơ hộp số là rất là bốc luôn, rất là êm luôn. Túi khí à, hai túi khí nha anh chị nha. Xe chỉ có 101 triệu thôi mà có hai túi khí an toàn. Thắng phanh hỗ trợ cân bằng điện tử ABS có đầy đủ hết anh chị nha. Màn hình cam lùi có đầy đủ hết luôn. Hộp số tự động nè anh chị nha. Đây. Băng sau cũng vậy nè anh chị ha. Cánh cửa nào cũng vậy à. Cánh cửa nào cũng còn chắc lụi luôn. Nách cửa đồ nè. Sạch sẽ keng xà beng. Chung là gầm thì gầm đẹp nha. Không dấu hiệu mục mọc nha anh chị nha. Nách cửa còn rất là đẹp luôn. Mà cái nội thất nè còn rất là đẹp luôn. Đây. Đây anh chị thấy không? Băng sau nè, nỉ đồ còn nguyên zin hết, nguyên hết ha. Còn rất là đẹp. Rồi ok. Hôm nay thì em chỉ quay sơ lược cho anh chị thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi đường link video cho anh chị xem chi tiết cái đối với chiếc xe này nha. Bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với anh chị một chiếc xe cũng là màu đen luôn. Một chiếc xe màu đen thui thùi lùi luôn. Một chiếc xe màu đen mà gọi là cá tính mạnh mẽ nha anh chị nha. Xe này còn cứng lắm. Xe gia đình không có dịch vụ ha. Innova G xịn 207 nha. G xịn 207 2. Túi khí thắng phanh hỗ trợ cân bằng điện tử ABS có đầy đủ hết anh chị à. Biển số 86 03891 nha anh chị nha. Đồng sơn đồ đẹp keng xà beng hết. Xe thì không có lỗi nha anh chị ha. Vỏ thì bốn cái vỏ lớp cao, mâm thì còn rất là đẹp. Nội thất thì đẹp keng xà beng. Nội thất thì còn rất là đẹp luôn anh chị nha.
Anh chị thấy không, không có dấu hiệu là bị mòn nha anh chị nha. Đó, đó. Dòng bản G đời 2007 thì được ốp gỗ màu đỏ ha. Đó, nội thất thì rất là đẹp luôn. Đó, màn hình có. Đó, bô lăng còn rất là đẹp, một lát em quay bên kia ha. Đó, ghế thì còn rất là đẹp luôn. Đó, chủ xe đi giữ gìn rất là chăm chút đối với chiếc xe. Đó, đi đóng cửa đồ cũng rất là khích nha ha. Đó, một màu đen thì còn rất là liền, nước sơn căng bóng. Đó, vỏ thì cũng còn rất là cao nè. Mâm thì còn rất là đẹp luôn anh chị ha. À, dè nè. Dè ấy sao kỳ vậy ta, hết pin rồi. Cái đồ quay nó hết pin rồi, anh chị đợi em xíu nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ lấy tay cầm cái điện thoại quay nha. Tại cái đồ cầm máy quay á, nó bị hết pin rồi. Nên cái lỡ mà bị rung á, anh chị thông cảm cho em nha. Đó, anh chị, cái cây sexy nè, còn rất là đẹp luôn nha. Nguyên zin hết, không có dấu hiệu bị mục mọt nha. Đó, ở đây là những cái dòng Innova đa số ở đây là bị mục mọt hay làm lại lắm nè. Nhưng mà xe này chưa bị ha. Đó, sexy còn rất là đẹp, nguyên zin hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay về sau. Đó, anh chị thấy không, bên hông nó là nước sơn căng bóng mà nhìn xoay gương được luôn. Còn rất là liền mà rất là đẹp ha. Nó bóng đèn sau còn rất là ok. Đó, anh chị thấy không, sau đây cũng vậy nè ha. Đó, đây vỏ bên này cũng còn rất là cao nè anh chị ha. Bên này cũng vậy nha anh chị nha. Dè nè, không dấu hiệu bị mục đâu. Đó, cái xe còn chất hay không anh chị nhìn mấy cái chị mấy cái dè anh chị có thể cảm nhận được ha. Đó, nguyên zin hết, chưa dấu hiệu làm lại nha. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ mở đầu xe quay sơ lược cho anh chị xem. Đây anh chị, đó, những cấp bi nè còn khá là liền lạc, không dấu hiệu bị mòn ha. Đây những cái dòng bản đủ thì cái tay nắm nè là xi nha, còn rất là đẹp và rất là căng nha ha. Đó, đây cặp vô lăng của nó nè anh chị, vô lăng nó nè, còn rất là đẹp, không có dấu hiệu là bị mòn nha ha. Đây nè, không dấu hiệu bị mòn luôn ha. Đó, ABS túi khí nè, cái này túi khí ha. Đây củ số của nó nè, còn rất là đẹp. Đó, mà cái đồ nhựa ở đây nó vậy ha anh chị nha. Đó, đó, kiến chỉnh điện đồ có đầy đủ hết nha anh chị ha. Đó, đồ nhựa nè. Đấy, dòng này nè. Đó, dòng bản G nè anh chị ha. Đó, bản G nè ha, Toyota Innova nè ha. Đó, năm sản xuất 2007 nè. Đó, trọng tải của nó nè, 1530 nè ha. Rồi ok, bây giờ thì em sẽ quay tiếp tục cho anh chị chiếc xe Toyota Vios 2013 số tự động siêu cộp luôn, mới đi có 50 mấy ngàn cây à anh chị à. Xe cộp, nói chung là cộp không thể tả luôn, xe 4 vỏ mới tinh, mâm thì còn rất là đẹp. Đó, thì 4 cái vỏ đều còn rất là mới nha anh chị nha. Đó, 4 cái vỏ còn rất là cao nè. Thì đối với chiếc xe này, đối với chiếc xe này thì bên cửa hàng cũng đã kiểm tra và động cơ hộp số còn nguyên zin. Xe thì bao anh chị là không bị va chạm cứng đụng nha. Đồng sơn thì zin khoảng trên 70% là cho nó chắc ăn nha anh chị ha. Đó, 23 số tự động, xe siêu cộp luôn. Anh chị nào có thiện chí muốn tìm những cái dòng xe này mua thì anh chị có liên hệ với em ha. Đây có thắng cảm biến đồ ok hết nha, đầy đủ hết không anh chị à. Đó, bóng đèn còn rất là sáng và rất là đẹp. Rồi em sẽ quay sơ lược cái cấp nội thất nè. Đó, nội thất nè đẹp can xà beng ha. Chung là xe là bao anh chị cam kết là bằng văn bản nha, không bị va chạm cứng đụng, không ngập nước nha. Xe động cơ hộp số nguyên zin. Đó, số tự động á anh chị nha. Đó, đó. Anh chị nào có nhu cầu muốn sở hữu xe này thì anh chị kết bạn Zalo với em qua số điện thoại 0978548858 nha, để được trao đổi với em ha. Và em cũng xin báo giá với anh chị luôn, đối với chiếc xe này 349 triệu nha. Bớt thẳng anh chị 9 triệu luôn, 340 em sẽ cho ra đi và rút hồ sơ cho anh chị về tỉnh mình nhập nha.
Đối với chiếc xe màu đen nãy giờ em quên báo giá nha. Đối với chiếc xe màu đen rất là đẹp và xe nói chung là cũng còn rất là liền lạc, thì sẽ chào bán với cô chú anh chị là 228 triệu nha anh chị nha. 228 triệu về nè. Đó. Còn rất là đẹp luôn. 228 triệu đối với chiếc xe màu đen này. Rồi, bây giờ em sẽ quay trở lại giới thiệu cho anh chị chiếc xe Innova G5G 208 nha. Xe này thì khỏi bàn, dòng G5G thì khỏi bàn. Xe bao anh chị là không lỗi nha. Xe còn rất là liền và rất là đẹp luôn. Ở Đồng Sơn có nói nè anh chị ha. Có trăm mấy triệu thôi. Đó, đối với chiếc xe này thì 180 triệu nha anh chị nha. Đó, Innova 208 G5G 180 triệu. Anh chị nào thiện chí lên trên xe bớt cho chút xíu lọc là ok nha. Chứ đó, bao anh chị rút hồ sơ. Đó, bao anh chị động cơ hộp số 3 tháng nha. Đây, bao anh chị quay đầu luôn. Đó, sùng chỉ đồ đầy đủ hết nè ha. Nội thất thì còn rất là đẹp. Đó, sau xe cũng vậy. Đó, sùng chỉ đầy đủ hết. Nói chung là xe là không bị lỗi. Đó, cấp bi nè. Còn gân luôn ha. Đó, nội thất nè. Vỏ thì cũng còn rất là cao nha anh chị nha. Bốn cái vỏ cũng còn khá là cao và khá là mới luôn. Đó, anh chị nào có nhu cầu tìm cái dòng xe này tầm trăm mấy triệu về sở hữu thì anh chị các bạn Zalo với em để trao đổi với em nha. 180 triệu nha. Bớt lọc cho anh chị ha. Đó, đầu xe nè. Đó, xe còn rất là liền lạc. Đó. Mẫu của nó là 208 mẫu mới nha. Mẫu 209 nha, càng lớn rồi anh chị ha. Đó, chủ xe cũng đã thích hợp xi nhan trên gương kính hậu nè ha. Sơ cho xe nó đẹp. Đó, sơn nè, rất là liền. Rồi, bây giờ em quay trở lại và giới thiệu đến cho anh chị một chiếc xe Yuli. Một chiếc xe Yuli được một cái máy nó là thuộc dạng gọi là bốc không tưởng nổi luôn anh chị à. Chiếc xe Yuli này chạy nhích ga nhẹ nhẹ thôi là 80-100 là rất là êm nha. Đó, xe 81 nha, bao anh chị giúp hồ sơ. Anh chị nào có thiện chí lên xem xe, cầm sổ khẩu giấy chứng minh đưa cho em sẽ giúp hồ sơ về cho anh chị nha. Về tỉnh mình nhập. Còn anh chị nào giờ bên cửa hàng sẽ hỗ trợ anh chị nhập nha. Rồi bây giờ em sẽ quay sơ lược cho anh chị xem chiếc xe Yuli Bestphone nha anh chị nha. 204 xe còn rất là liền lạc. Xe bao anh chị không lỗi nha. Máy còn zin luôn, chạy rất là bốc. Máy lạnh đồ còn rất là ok. Đó. Thì cửa hàng sẽ chào bán với anh chị là 143 triệu nha anh chị nha. 143 triệu bớt thẳng cho anh chị là 5 triệu luôn. Anh chị nào có thiện chí lên xem xe bớt tiếp. Đó, xe rất là liền lạc. Đó. 143 triệu. Bao giúp hồ sơ, bớt thẳng cho anh chị 5 triệu trước nha. Anh chị nào lên xem xe chạy thử nè. Ok. Cửa hàng sẽ bớt tiếp bớt vài triệu cho anh chị lấy cái lọc ha. Đây, cam ve có nè, màn hình có nè, đầy đủ hết ha. Đó, ghế thì còn rất là đẹp. Đó, xe bao không lỗi nha. Xe bao anh chị là không có bị lỗi. Đó, sùng chị zin đầy đủ hết, không cứng đụng gì hết nha. Đó. Nội thất đồ cũng vậy nè ha. Còn rất là đẹp luôn. Đó, nắp cửa nè. Trời nắng quá. Rồi anh chị nào có thiện chí muốn tìm xe mua thì anh chị có kết bạn Zalo với em nha. Em gửi đường link cho anh chị chiếc xe này. Nói chung là xe còn rất là liền. Bánh xì cua nó, bánh treo của dòng này bản full nha. Full thì nó ăn ít xăng hơn là những cái bản thường ha. Đó, xe còn rất là liền. Rồi ok. Bây giờ thì em cũng đã quay xong những chi tiết cần thiết quay cho anh chị xem rồi. Anh chị nào mình có thể xem và tham khảo những cần tìm những cái dòng xe nào thì kết bạn Zalo với em để trao đổi với em nha. Và anh chị nào có muốn tham khảo bên cửa hàng, muốn biết cửa hàng nằm ở đâu thì anh chị có thể lên Google Maps nè. Anh chị nhấn vô ô tô Quốc Hùng sẽ hiện cửa hàng của em lên. Và anh chị nhấn vô nút chỉ đường á, anh chị sẽ biết từ ở nhà mình lên cửa hàng của em bao nhiêu cây số nha anh chị nha. Đó, nó rất là tiện luôn ha. Đó.
Rồi, bây giờ em ô tô cuối cùng xin chào và hẹn cô chú anh chị mình